Lợi dụng thời điểm giáp Tết Nguyên đán và tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, một số hộ dân ở huyện Văn Lâm cố tình vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, với sự sâu sát cơ sở và tích cực vào cuộc của các xã thị trấn, tình trạng này đã được ngăn chặn kịp thời. Trong đó, ngày 26 tháng 2, trước tình trạng một số hộ dân vẫn cố tình chiếm dụng hành lang giao thông trên quốc lộ 5, đường tỉnh 376 và hệ thống kênh thoát nước của khu công nghiệp để xây dựng lều lán, Ủy ban nhân dân xã Trương Trắc đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa vi phạm. Kết quả, có gần 200 mét vuông bê tông bắc qua kênh, gần 20 lều lán bị lực lượng chức năng dùng máy xúc san ủi trở lại hiện trạng. Vừa qua, chúng tôi cũng đã tổ chức vừa phòng chống dịch, vừa giải tỏa toàn bộ khu vực lều lán quán bảy ở trên hành lang của đường 376. Và trong thời gian tới, Ủy ban xã phối hợp các doanh nghiệp ở trên địa bàn có liên quan sẽ duy trì một cách nghiêm túc, triệt để, không còn để cái tình trạng lều lán quán bảy bày bán ở trên vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông. Tại thị trấn Như Quỳnh, cuối năm 2020 và ngay đầu tháng 3 năm 2021, đã giải tỏa được 43 trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường tỉnh 385. Trong đó, vận động thuyết phục 13 trường hợp tự giác tháo dỡ lều lán vi phạm, xử lý 30 trường hợp vi phạm tại chợ Như Quỳnh. Hiện địa phương đang tiếp tục vận động 10 trường hợp vi phạm ở thôn Ngô Xuyên, 13 trường hợp ở khu phố Như Quỳnh chiếm dụng hành lang giao thông để xây dựng lều lán tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với những cái thời điểm một số hộ lợi dụng trong công tác ngày Tết, rồi lợi dụng trong phòng chống dịch bệnh là có manh nha tổ chức sử dụng đất sai mục đích, thì Ủy ban thị trấn Như Quỳnh cũng cương quyết là làm triệt để, không để cho một trường hợp nào phát sinh. Thực hiện kế hoạch số 93A, đến nay trên địa bàn huyện Văn Lâm có 695 trên 1.041 trường hợp vi phạm bị xử lý giải tỏa. Trong đó, vi phạm trên đất nông nghiệp được 174 trên 390 trường hợp, đạt 45%. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông 410 trên 511 trường hợp, đạt trên 80%. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi 111 trên 140 trường hợp, đạt gần 80%. Thời điểm vừa rồi nó liên quan đến dịch Covid, thì là toàn xã hội, cả hệ thống chính trị tập trung vào trong cái phòng chống dịch. Đấy, nó sẽ có cái nguy cơ là những cái hộ gia đình, một là tái vi phạm, hai là vi phạm mới, vi phạm trong hành lang giao thông, công trình thủy lợi, đất nông nghiệp là cái nguy cơ rất là cao. Vì vậy chúng tôi cũng quyết liệt chỉ đạo đối với các xã, đặc biệt là các xã thị trấn, cũng thường xuyên, ngoài cái việc phòng chống dịch thì cũng phải thường xuyên nắm bắt tình hình trên địa bàn. Nếu mà phát hiện những cái vi phạm là phải xử lý kịp thời, ngay từ lúc còn manh nha. Hiện nay, ngoài xử lý cương quyết những trường hợp cố tình vi phạm, tuyệt đối không để phát sinh mới, huyện Văn Lâm đang xây dựng kế hoạch để tiếp tục xử lý, giải tỏa những trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh.